con người, chúng ta ai cũng có ước mơ và cần phải mơ ước. Từ những ước mơ nhỏ bé tầm thường đến những ước mơ to lớn đồi đá vã trời, dường như quá tầm tay với. Vì ước mơ là hy vọng, là sức sống, là động lực thúc đẩy chúng ta với lên thực hiện được những điều tốt đẹp trong đời cho mình và cho người. Xin mời quý vị nghe tiếp ca khúc Ước Mơ. Nghiêm Trọng Phương là của nhạc sĩ Nghiêm Trọng Phương. Tôi xin cải chính nha. Cái người mà viết bài thơ này là ông ngồi trước mặt tôi là Nghiêm Phúc Phương. Ông Nghiêm Phúc Phi không bao giờ viết lời một bài nào cả. Xin cảm ơn cô Phương Lan đã có nhã ý như vậy.